Hello, xin chào các bạn. Bảo đang xem một video trên website của báo Thanh Niên về một doanh nghiệp đang sản xuất, đó là bún dưa hấu và bánh tráng thanh long, để giúp giải cứu nông sản Việt. Và lúc nãy Bảo vừa nhận được một cuộc gọi của một nhân vật rất quan trọng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Còn nhân vật đó là ai thì ngay bây giờ đây, mời các bạn chúng ta cùng đi theo Bảo nha. Giới thiệu với quý khán giả, đây là anh Toàn, là giám đốc của Duy Anh Food. Người sẽ cho chúng ta biết là ngày hôm nay thì ở đây sẽ có những cái sản phẩm mới gì nữa. Là tại vì ngày hôm trước thì em đã coi những cái phóng sự của báo Thanh Niên thực hiện, thì em thấy rằng là hình như là có bữa hôm đó là có bún và miếng dưa hấu. Thì sau hai cái sản phẩm đó, hình như em nghe nói là ở đây mình đã có những sản phẩm mới nữa, đúng không anh? À đúng rồi. Dạ. Hiện tại mình có những sản phẩm mới là về miếng thanh long, miếng đậu thanh long, rồi bún thanh long, bánh hỏi thanh long. Dạ, em đang tưởng tượng ra cái bún thanh long và cái miếng thanh long thì nó, cái cách thực hiện nó có giống với cái mình làm với dưa hấu hay không anh? À, cái dưa hấu nó lại dễ hơn so với thanh long, tại dưa hấu mình làm là mình đã loại bỏ cái phần hạt ra hết rồi, nhưng mà cái thanh long lại có tỷ lệ rất là nhiều hạt, và sau khi mình xay xong là phải sàng lọc bỏ bớt là cũng khoảng 90% cái tỷ lệ hạt của thanh long, chỉ giữ lại cái phần cốt và một chút ít hạt của thanh long thôi, thì sau đó mới tạo ra hai cái loại là bún thanh long và miếng đậu thanh long. Nhưng mà cái việc mà làm cái miếng đó thì em thấy nó phức tạp hơn, nó khó khăn hơn so với những cái sản phẩm trước. Cái việc mà nghiên cứu rồi có khi nào mình thất bại thì những cái sản phẩm mình giữ lại mình không có xuất ra thị trường không? Ô, cái này nhiều lắm. Lúc đầu mà làm cái bún dưa hấu là bây giờ lưu trong kho chắc là cũng cả bao nhiêu? Cả gần chục tấn đó. Wow. Tại vì mỗi ngày mình đều phải chạy rồi xong để thử coi cái nào không đạt đó, thì mình phải cải tiến. Chắc mấy nay nghĩ là ông chủ rồi chứ hơn, mấy nay toàn là ăn bún với ăn miếng chứ đâu ăn cơm nhỉ? Mấy nay toàn ăn những cái phẩm liên quan tới thanh long với dưa hấu thôi. Nhưng mà em thấy rằng là khán giả khi xem những cái phóng sự về những cái sản phẩm bên mình thì cũng rất là tò mò. Nhưng mà có một cái yếu tố em quan tâm, đó là hình như bên mình chọn cái việc là xuất khẩu trước so với cái việc là mình sẽ kinh doanh trong thị trường nội địa. Vì sao mình làm điều đó? Tại cái thế mạnh của Duy Anh mình là trước giờ xuất khẩu. Cái thế mạnh mình phải tập trung ưu tiên cái thế mạnh thôi, cho nên và cái giống như những khách hàng và hệ thống mình đã có sẵn, cho nên khi mà giới thiệu một cái sản phẩm mới nào đó thì họ rất là hoan nghênh và giống như nhận được sự chào đón và họ mong muốn có được sản phẩm đó liền hơn. Còn thị trường nội địa thì mình bây giờ đang đẩy mạnh để có thể là những sản phẩm mới này cũng cung cấp đồng thời song song giữa thị trường nội địa và xuất khẩu chung cùng một lúc luôn. Là trong thời gian sắp tới thì người tiêu dùng trong thị trường nội địa tháng 3 này là, dạ, trong tháng 3 luôn. Đúng rồi, mình sẽ tất cả sản phẩm của Duy Anh mà về thanh long dưa hấu sẽ có mặt ở trên toàn quốc luôn. Dạ. Và hồi nãy giờ thì mình cũng đã hỏi được một vài sản phẩm mới ở Duy Anh Food. Thế thì người ta hay nói rằng là tai nghe không bằng miệng thử. Đúng. Nên là ngày hôm nay mạo muội hỏi anh thử là bây giờ nếu như với những cái sản phẩm mới đó em có thể thử ngay tại ở đây luôn được không? Được chứ anh. Dạ. Mình sẽ thử, mình sẽ làm thử và dùng luôn. Rồi, cảm ơn anh Toàn rất là nhiều. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ đến cái nơi chế biến những cái món đó để thưởng thức, để xem hương vị nó như thế nào các bạn nhé. Thưa quý vị, và theo lời hứa của anh Toàn lúc nãy thì ngay lúc này đây Bảo đang có mặt trong phòng của anh Toàn, có nghĩa là trong phòng của giám đốc đó các bạn. Từ đó giờ thì đi review ẩm thực các kiểu, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tôi vô trong phòng giám đốc mà tôi ăn luôn các bạn à. Nên là cũng nói chung là cái cảm giác nó cũng hơi lạ lạ, nó hơi hồi hộp một chút. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ăn rất nhiều món liên quan đến thanh long và dưa hấu. Trong những ngày vừa qua thì có thể là các bạn sẽ xem rất nhiều những bản tin, những thông tin, những hình ảnh về những cái món này, đúng không? Còn ngày hôm nay thì Bảo sẽ trải nghiệm ăn thử tất tần tật những cái món đó luôn. Và để giúp Bảo điều đó thì tại vì các bạn cũng biết rằng là nếu mà các bạn xem kênh Bảo nhiều đó thì cũng sẽ biết rằng là Bảo là một cái người gói gần như là xấu nhất Việt Nam này đó. Nên là thôi, sẽ có người giúp Bảo trong ngày hôm nay và xin được giới thiệu Tèo Tèo Tên. Đây là người hỗ trợ Bảo trong cái việc chế biến những cái món ngày hôm nay. Em tên gì? Em tên Nguyệt. Nguyệt. Rồi, hôm nay bạn Nguyệt sẽ giúp Bảo chế biến những cái món này. Ở đây đó, thì hồi nãy là có cuốn sẵn rồi, nhưng mà tại tôi ngựa, tôi không khoái ăn sẵn đâu, ăn là phải tự cuốn nó mới ngon. Và bây giờ thì với lại Bảo cũng muốn thử một cái chuyện, đó là bánh tráng mà mình cuốn thì nó dễ rồi, nhưng mà việc mà bánh tráng này là bánh tráng thanh
dưa thanh long, à đây là bánh tráng thanh long màu tím, thì cái việc cuốn nó có dễ hơn hay không, nó có bị mềm hơn hay không, thì ngay lúc này đây thôi thì nhờ Nguyệt cuốn trước giùm anh cuốn thử ha. Rồi, và hồi nãy tôi đứng đây tôi nhìn đó các bạn, thấy cái cuốn này tôi nói ủa cái gì đen đen, tưởng đâu bụi mà ngay ở đâu đó là cái hạt thanh long mà xay ra rồi đấy. Và nếu như các bạn tìm hiểu kỹ thì trong cái hạt thanh long nó cũng có dưỡng chất nữa, nên cái việc mình giữ là hạt thanh long cũng là một cái gì đó rất là hay. Bình thường là giám đốc ở đây là có ăn mấy món này không em? Dạ, ăn thường xuyên. Ăn thường xuyên ở đây là đồ ăn ở trong phòng giám đốc luôn phải không? Dạ. Trời ơi, đã vậy trời. Phòng giám đốc mà các bạn thấy nè, đồ ăn tất tần tật luôn. Cái này là một số ít nha, một lát còn một vài món nữa mang lên. Đây rồi. Cảm ơn Nguyệt rất là nhiều. Và vệ sinh thì mình phải bao tay ha. À, đây là một cái cuốn. Bảo thấy rằng là cái phần bánh tráng này rất là dai. Dai. Còn hương vị nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ lấy một ít nước mắm. Đây, nước mắm pha sẵn, tỏi ớt, ngon hết sảy các bạn ơi. Nha, và mình sẽ múc ra một ít thôi. Chưa lát giám đốc ăn. Nè, bình thường mà nếu như một cái cuốn bánh tráng đó mà nó bị mỏng quá, nó bị mềm quá đó, mình chỉ cần mình cuốn xong mình lắc lắc á, là gần như nó sẽ rung 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 rất nhiều. Chấm một ít nước mắm. Ở bên trong là bún dưa hấu. Bún dưa hấu. Đây, các bạn xem. Bên ngoài màu tím. Bún dưa hấu thì nó sẽ có cái màu vàng cam ấy. Rau nè, tôm. Cái đặc biệt là ai pha nước mắm ngon quá. Trời ghê chưa. Tội nghiệp, giờ này cũng cỡ 11 giờ mấy, 12 giờ trưa rồi đó các bạn. Mà mọi người xung quanh thì đang đứng nhìn tôi ăn. Cũng mọi người cũng thông cảm nha. Chúc mình ăn trưa sao. Rồi, bởi biết đâu mình nhìn cái này lát mình ăn ngon miệng hơn đó. Rất là ngon. Cái bánh tráng bên ngoài nó dai lắm. Nếu như mà ai từng ăn những cái món cuốn với bánh tráng á, thì mình sẽ nghe qua những cái loại bánh tráng rất là nổi tiếng. Ví dụ như ở miền Tây thì các bạn sẽ nghe qua đó là bánh tráng mì tho. Ở khu vực Củ Chi hay là Trảng Bàng, Tây Ninh thì các bạn không thể nào bỏ qua cái món đó là bánh tráng phơi xương mà cuốn với thịt. Đấy, thì cái loại bánh tráng này nó sẽ rất là dai. Nó theo bảo thấy rằng là nếu như bảo ăn nhiều loại bánh tráng thì bảo thấy rằng nó gần giống với loại bánh tráng gạo mì tho đấy. Cái phần bánh tráng nó rất là dày và dai. Đấy, nhưng mà cái việc cuốn thì nó cũng không quá khó khăn đâu. Và nếu như cái cuốn này mình cuốn rồi mình để một khoảng 5-10 phút sau đó mình ăn, nó vẫn còn rất là ngon. Còn với những cái cuốn khác đó thì mình cuốn á, nó mỏng quá, nó rất là nhanh khô. Hoặc là nếu mình cuốn nhiều quá đó thì cái phần thịt, phần bún ở bên trong nó thì bung ra ngoài. Tại vì cái phần bánh tráng nó mỏng quá, nó bị tét. Rồi, nãy giờ là trong thời gian nói thì em có muốn thử cuốn không? Dạ. Hôm nay là có ăn cái lần nào chưa? Dạ, ăn hoài luôn. Ăn hoài luôn? Ăn ghiền luôn. Hồi nãy thì anh Toàn cũng có nói rằng là với những cái sản phẩm mà thử để trước khi đưa ra thị trường đấy, nghiên cứu trong thời gian nghiên cứu đấy, thì cái số lượng mà trữ trong kho những cái sản phẩm mà chưa hoàn chỉnh lắm thì nó đã lên con số là tấn rồi các bạn. Nên là nghĩ rằng là chắc thời gian sắp tới thì chắc nhân viên với lại anh chủ chắc cũng ăn bún với lại bánh tráng cũng nhiều đó. Nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta để thấy rằng một cái điều rằng là ở đây thì họ đã nghiên cứu rất là kỹ trước khi đưa một cái sản phẩm gì đó ra thị trường, để đảm bảo rằng là chúng ta vừa ngon mắt vừa ngon miệng nữa. Và một cái ý nghĩa rất to lớn đó chính là giúp đỡ nông sản Việt Nam. Mình nói về cái câu chuyện giúp đỡ nông sản Việt Nam ấy thì không phải là trong cái thời điểm này ủng ứ nhiều quá, khó bán quá thì mới giúp đỡ, mà là mình làm những cái sản phẩm này thì mai mốt á, nó đã có cái nguồn cung, đã có đầu ra cho nông sản Việt rồi. Mình không sợ bị ép giá, không ai mua thì vẫn có những doanh nghiệp như thế này đây để làm những cái sản phẩm này, nên mình sẽ không có bị ép giá nông sản. Rất vừa, như thế này là vừa thôi. Nhiều người không thích ăn mặn, ăn như thế này thôi. Hoặc là nếu như mà các bạn muốn đậm đà thì ở đây có một ít nước tương nữa, nước tương đã pha chế rồi. Nhưng mà ăn không như thế này, tại vì muốn cảm nhận cái hương vị của cái sợi miếng này. Phải nói nó vừa lắm, nó có cái độ dai nè, nhai ở trong miệng, rất là ngon. Nếu mà so giữa miếng mà Bảo hay ăn từ trước đến giờ với ngày hôm nay, đó là cái phần miếng thanh long này, thì có thấy rằng là nó không có nhiều cái sự khác biệt về hương vị và cũng như là cảm nhận khi mà các bạn cho vào trong miệng. Mà ở đây cái hay của cái phần
miếng thanh long này, đó chính là nó sẽ có cái màu sắc rất là đẹp. Và cũng như là dù sử dụng nguyên liệu thanh long thế nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ dai của cái phần miếng này, rất là ngon. Và cũng cảm ơn các bạn ngày hôm nay để theo dõi video này, và hy vọng là với những hình ảnh mà Bảo mang đến cho các bạn thì phần nào để cho các bạn cảm nhận được về hương vị của những loại bún, loại miếng, bánh tráng và cả bánh hỏi nữa. Hy vọng là sắp tới có dịp mình sẽ thử bánh hỏi nữa. Rất là nhiều loại làm từ thanh long và dưa hấu. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo nha. Xin chào. Và thật ra là hồi nãy thì định ăn bánh tráng với lại miếng thôi, nhưng mà tại tò mò đó giờ thì ăn bánh hỏi, ăn bánh hỏi tươi không à. Chưa bao giờ mà thấy bánh hỏi khô rồi mình trụng với nước sôi thì nó sẽ ra làm sao, nó có ngon giống bánh hỏi mình hay ăn hay không. Chính vì như vậy thì mặc dù là hồi nãy đã kết rồi nhưng mà bây giờ thì làm thêm xíu nữa coi làm sao. Rồi à, đây xem thử này, xin phép các bạn nha, lỡ cỡ bao tay ra luôn rồi. Đây là cái phần bánh hỏi thanh long, cái này là bánh hỏi dưa hấu. Nó mỏng lắm, nó giống như là một cái miếng bún mà mình ép lại vậy đó, hoặc cái miếng bánh hỏi mà mình ép dẹp nó lại luôn, và nó khô như thế này đây. Và bây giờ thì mình đã cho cái phần bánh hỏi thanh long đổ nước sôi vào rồi, việc tiếp theo mình làm là gì nữa? Mình dùng cái dĩa này mình đậy lại. À, đậy lại luôn. Là phải giống như nấu mì gói vậy đó phải không? Cho nó kín lại. Hồi nãy em nhớ là hình như là có anh nào nói là từ 1 phút rưỡi tới 2 phút, đúng không ạ? À, đúng. Ai muốn ăn mềm thì để lâu. Đúng rồi. Ai muốn ăn mềm thì để lâu, còn muốn ăn hơi dai, hơi cứng hơn xíu thì mình để ít thời gian. À, là ví dụ như mà mình muốn nó vừa thôi, nó còn hơi cứng một tí, không phải cứng mà là nó dai đấy, thì là 1 phút rưỡi. Còn nếu như mà mình muốn nó mềm hơn một chút thì mình sẽ để nó là 2 phút. Rồi. Và mình lấy ra mình ăn liền được không? Mình lấy ra xong mình để nguội xíu để cho khoảng bao lâu nữa thì mình mới ăn được? Khoảng 3 phút. À, là mất đâu đó khoảng tầm 5 phút thì các bạn sẽ có một cái phần bánh hỏi. Nhớ là lấy ra thì mình phải để cho nó tầm 3 phút để cho nó hơi nguội lại, cũng như là nó nở đều ra thì lúc đó ăn mới ngon. Cho hỏi bộ phận kiểm tra thời gian đã đủ 1 phút 30 giây chưa ạ? Vẫn chưa đủ. Ăn bánh hỏi mà cứ như vượt lên chính mình đó trời. Rồi, và bộ phận kiểm tra thời gian báo là bây giờ đã đủ 2 phút. Mở nắp ra. Anh gấp thử như thế này luôn để xem cái nó có dai hay không. Thử nha. Rồi, dai lắm các bạn ơi. Dù gấp thế nào cũng kiểu nào đi chăng nữa thì có thấy là cái miếng bánh hỏi này nó cũng không có bị rách ra. Đây nè, đó. Rồi, bây giờ là đủ 3 phút rồi chứ nha. Xin phép hồi nãy lỡ cởi bao tay rồi, nên bây giờ thử luôn cái này tại chỗ đây luôn. Đây. Bánh hỏi thanh long. Nó vẫn còn giữ được cái thơm của cái phần bột gạo khi mình cho vào trong miệng. Cái những cái sớ bánh hỏi ấy, nó nở đều ra. Bảo nghĩ rằng là mình nên để trong nước sôi tầm 2 phút rồi mình để ra ngoài nữa thì nó sẽ vừa hơn. 1 phút rưỡi thì bảo nghĩ nó vẫn chưa kịp để nở đều những cái sớ bánh hỏi ra. Rất là ngon luôn. Và đặc biệt nữa là cái phần bánh hỏi này rất là dai. Đây, mình sẽ rất là dễ cuốn với rau với thịt ăn, rất là ngon. Còn bây giờ là hết video thật rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo nha. Bye bye.